Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 3 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Dự báo đêm nay và ngày mai, thời tiết các khu vực miền Đông, miền Tây và khu vực thành phố Hạ Long phổ biến nhiều mây. Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ giao động từ 22 đến 26 độ. Còn ở vùng biển ngoài khơi, bao gồm huyện đảo Cô Tô, cũng dự báo trời gần sáng và sáng có mưa nhỏ, lượng không đáng kể, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 3, sóng cấp 1, cấp 2, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, dự báo từ ngày mai, nắng nóng không chỉ còn ở khu vực phía Tây, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mà sẽ mở rộng hơn ra các địa phương khác của các tỉnh thành này. Thậm chí sẽ còn xuất hiện cả ở Bắc Bộ, khu vực đồng bằng và các tỉnh Sơn La, Hòa Bình với nhiệt độ phổ biến từ 35 cho đến 37 độ. Riêng khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nơi trên 37 độ. Cùng với đó là độ ẩm trong không khí giảm thấp, nhất là thời điểm trưa và chiều với độ ẩm ở mức từ 35 cho đến 50%. Còn từ Đà Nẵng đến Phú Yên, trong ngày mai cũng có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ phổ biến ở mức từ 34 cho đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo nắng nóng diện rộng ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Sơn La, Hòa Bình có khả năng kéo dài đến hết ngày 24 tháng 3. Trong khi đó, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 3. Lui xuống khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, đêm không mưa, ngày có nắng nhiều và nhiệt độ vẫn duy trì ở ngưỡng cao. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai từ 31 cho đến 34 độ, một số nơi có nhiệt độ cao hơn. Còn khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 cho đến 37 độ, độ ẩm thấp từ 40 đến 50%. Dự báo nắng nóng ở khu vực này đến ngày 25 tháng 3, sau đó sẽ giảm dần. Chuyển sang thời tiết biển, do ảnh hưởng của vùng thấp phía Tây nên trong đêm nay và ngày mai, gió trên các vùng biển hầu như đều có hướng đông nam đến nam cấp 4 cấp 5. Riêng khu vực vịnh Bắc Bộ đêm có lúc cấp 6 biển động. Sóng biển cao từ 1 đến 2,5 mét.